nay mình sẽ test thử con da da hay thì gọi là da U5 hả? À rồi, chúng ta cũng xem nha. Dáng giống con cừu non quá nha. Mình cũng khởi động coi sao nha. Một phần một nha. Máy còn rất êm nha, máy rất êm. Êm như chó thở luôn nha.